Kính chào quý cô chú anh chị nha. Hôm nay em có 5 cây tứ quý. 5 cây tứ quý này em giao lưu với quý với cô chú anh chị là giá là 35 triệu nha, 5 cây. 5 cây giá 35 triệu. Hai cây này hai cây tàn. Hoành cây 41, hoành cây 46 nha quý cô chú anh chị. Cái tàn nó rộng lắm nha. Kính mong quý cô chú anh chị xem ủng hộ em nha. Đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển luôn nha. Đây 5 cây quý cô chú anh chị ơi. Cây này hoành 37 nha quý cô chú anh chị. Nó em mới để lên nó ra tựa nè quý cô chú anh chị. Ra tựa xanh rồi. Nó nước nanh rồi. Rồi cây này một cốt. Đế nó nè quý cô chú anh chị ơi. Đế nó rất là đẹp nha. Cây bên kia thì hoành 27. Cây này hoành 25. Còn hai cây mai tứ quý tàn nó thì hoành lớn nha. Rồi bán thêm cây mai tàn này luôn giá 40 triệu cây mai phôi này luôn, mai vàng. Mai phôi này hoành 47 nha. 47 đế nơm sổ. Gồm 6 cây 40 triệu nha quý cô chú anh chị. Quá trời cây tàn cây tứ quý này luôn. Kính mong quý cô chú anh chị đón xem ủng hộ em nha.